Chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ tìm hiểu về những cái cập nhật ở trong cái version 4.4. Hello các bạn, anh là Minh, anh là trainer của Media Step. Mình có mặt ở đây cùng với nhau để mình tìm hiểu về những cái bài đào tạo nội bộ. Thì chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ tìm hiểu về những cái cập nhật ở trong cái version 4.4 mới release tuần rồi, cuối tuần rồi. Rồi thì anh cũng giải thích một chút cho một số bạn mới vào trong tuần rồi và tuần này thì là như các bạn cũng biết thì tất cả các sản phẩm mà liên quan đến ứng dụng phần mềm thì các bạn cũng thấy rằng là nó thường xuyên được cập nhật, đúng không mọi người? Cái điện thoại mình cập nhật có không? Có không mọi người? Rồi cho anh hỏi cái này, mình hỏi thăm nhau thôi. Có bao giờ các bạn dành thời gian các bạn đọc những cái thay đổi, những cái tính năng thay đổi trong cái phiên bản cập nhật điện thoại của mình không? Điện thoại nha, cái này không liên quan đến công việc nha, điện thoại thôi. Có không? Rồi bây giờ hỏi anh cái là mà anh đáng sơ sơ ở, nói chung là ở trong Zoom mọi người lừa trả lời anh quá, anh buồn quá. Bữa nào mà anh biết được bạn nào mà anh biết rõ ai mà lừa trả lời, anh sẽ tìm cách anh dí ha. Thôi mọi người online anh hỏi gì mà biết cứ trả lời nha. Có bạn nào mà dành thời gian xem sơ qua những tính năng, ví dụ như là iOS như 10 mấy rồi? 14, 15 rồi đúng không? 17 rồi. iOS 17 có những cái gì mới không? Các bạn có ai đã từng vào xem những tính năng đó rồi? Em hả? Ví dụ thử coi có tính năng nào làm cho em ấn tượng ở cái iPhone không? Đang xem lại hả? Trời ơi, tôi có. Tôi đang nói là mỗi lần nó cập nhật là mình đi vô mình, tức nghĩa là sau khi mình cài đặt xong nó sẽ có một cái những cái thông báo và những cập nhật mới á. Thường là mọi người sẽ lứt bỏ qua. Đúng không? 90% người dùng mà anh không biết bên Android như thế nào nha. Nhưng mà bên iOS là 90% anh thấy là người ta bấm bỏ qua. Cái người ta không có quan tâm đến cái cập nhật của cái điện thoại. Chính vì vậy cho nên là một lời khuyên từ phía anh dành cho các bạn đó là đến bản thân mình cũng hay bỏ qua những tính năng như vậy thì làm sao mà mình khách hàng mình trông mong khách hàng mình cập nhật được, đúng không? Cho nên rằng là mình thay đổi một chút đi, mai mốt mà dùng điện thoại mà có cập nhật á, dành thời gian 5 phút thôi coi nó có gì mới không. Anh thấy cái phiên bản cập nhật mà gần nhất á, anh này không phải là quảng cáo dùm nó, nhưng mà nó giúp cho mình lấy luôn cái nền ảnh. Ví dụ em chụp tấm ảnh nha, ví dụ anh chụp anh Minh tấm ảnh nè, anh nhấn im như cái màn hình, nhấn im như tấm ảnh màn hình, có lấy hình ảnh ra, các bạn muốn sao chép ở đâu cũng được, sao chép trong đoạn chat cũng được, lấy cái đó làm meme chat trong Zalo vui với nhau cũng được. Biết tính năng đó không? Ủa sao không ai coi mà ai cũng biết vậy, ngỏ vậy ta? Biết ở đâu vậy? Nghe người ta nói hả? Nghe người ta review đúng không? Thôi mình trải nghiệm, chính tay trải nghiệm, không trải nghiệm nghe người ta review. Rồi vậy thì bây giờ hôm nay anh mời các bạn nghe anh review về GoSell 4.4 coi nó có gì. Được không? Thật ra thì trong một bản cập nhật của GoSell mình thì các bạn biết rằng lúc nào nó cũng sẽ có những cái format như là đầu tiên là sẽ có một số chỗ cập nhật gọi là thay đổi giao diện. Một số cái sẽ là fix lỗi của những cái tính năng. Một số chỗ là build up những cái tính năng mới hoàn toàn. Và một số cái là tiền đề để cho các version tiếp theo. Đó thì thường một bản cập nhật nó sẽ đi theo cái mô tiếp như vậy. Anh nói để các bạn nắm rõ. Rồi ở đây là các bạn sẽ nhận được những email của bên team KYQC gửi, đúng không? Rồi kế hoạch release như thế nào thì các bạn đã nắm hết. Thì trong cái mail đó nó cũng có chi tiết hết từng cái luôn. Thì cái team product hay team QC là bắt buộc người ta phải gửi chi tiết. Có mấy trăm dòng người ta cũng phải gửi cho đủ. Còn team training của tụi anh thì là lấy ra những cái tính năng mới hoặc là những thay đổi quan trọng thì anh sẽ hướng dẫn trong cái buổi này. Chứ mình sẽ không đủ thời gian để mình nói từng dòng ở trong một cái mail cập nhật như vậy là nó không đủ thời gian cho mình.
tại vì có một số cái nó chỉ thay đổi vài giao diện thôi, giống như trước nó màu màu xanh giờ nó biến thành màu cam, không lẽ anh ngồi phân tích từng cái thì nó hết giờ à. Cho nên rằng là anh chỉ team training thì cũng liệt kê ra những cái mà tiêu biểu nhất trong một cái version để mình nói. Thì không phải là cứ đợi một cái version nó 3 tháng một lần là cập nhật là có thay đổi, thì đôi khi sẽ cần phải có những cái hot fix hoặc là những cái cập nhật, những tính năng mới hoàn toàn sẽ được release và để được thông báo luôn. Còn ví dụ như 4.4, 4.5, 4.6 thì cứ mỗi một cái version như vậy nó cách nhau khoảng 3 tháng. À, và một lời khuyên của anh nữa dành cho các bạn sale đó là các bạn nên chú ý rằng chúng ta luôn có những buổi demo về product được thực hiện bởi team product vào cứ mỗi thứ tư hàng cách 2 tuần một lần, và nó đều được thông báo trên cái team chat chung của toàn công ty. Bạn nào mà lười theo dõi những cái thông tin đó đó là cái thiệt thòi của các bạn thôi à, chứ chứ không phải là ép buộc, tức là không ép các bạn phải tham dự nhưng các bạn không theo dõi là thiệt thòi rồi, tại vì thông tin mà đúng không, thời đại bây giờ mình thua người ta thông tin là mình thua người ta xa lắm rồi. Cho nên rằng là anh muốn các bạn phải chú ý cái lịch đó, với lại các leader nếu có là cũng phải thông báo đôn đốc mọi người, trừ cái buổi nào mà mình đi gặp khách hàng mình không kẹt mình không nói thôi, còn nếu mình có thời gian thì mình nghe những cái buổi demo như vậy á, để mình biết được ở trong tương lai 3 tháng 6 tháng sau go sale mình sẽ có những tính năng quan trọng gì, để mai mốt mình đi bán hàng cho khách là mình biết cách mình nói à anh ơi những cái anh nói á tháng sau bên em có à, để mình biết cách mình bán hàng à, chứ không phải đi bán hàng cái khách hàng hỏi cái ngớ người ra chưa có không có cái này em không biết không có là thua, cái đó là thua à, mà đi bán hàng khách hàng cũng không có muốn lắng nghe cái chữ là không biết không có đâu à. Rồi mình trở lại mạch bài của mình. Với bản cập nhật này thì anh nói ra một vài cái tiêu biểu gồm 6 phần. Đầu tiên là cải thiện về giao diện và cái tính năng là người bán có thể, cái người dùng á, cái người bán á có thể đăng ký và đăng nhập tài khoản bằng tài khoản Google và Apple. Đây là một trong những cải tiến quan trọng. Mặc dù là nó thiên về cải thiện giao diện nhưng mà nó là một trong những cái quan trọng, cho nên là anh mới liệt kê nó vô trong này và các bạn cần nắm. Đăng nhập bằng Google và Apple theo các bạn nó thuận tiện không? Cực kỳ thuận tiện luôn á. Trước đây mình không có, bây giờ có rồi. Và đây là một trong những cái mình cần chú ý ha. Mai mốt đi gặp khách hàng là cứ kêu là đăng ký mail này nọ thôi, dùng tài khoản Apple ID cho nó bảo mật tuyệt đối. Tài khoản Apple bảo mật không? Tuyệt đối không? Sao hỏi khúc này sao ngớ người đó ta? Cái khúc này mà Em tin nhiều rồi. Cái ông gì? Tim Tim Cook mà ông nghe được là ông Tim Cook mà ông nghe được ông hơi buồn. Tôi hỏi tài khoản Apple bảo mật không? Mọi người im ru vậy. Bảo mật lắm đó nha, nó là một trong những USB của cái Apple đó. Anh nói như vậy không có nghĩa là các hãng còn lại không bảo mật à. Có cậu đi đi chống đối tôi là không được, sẽ có những bạn làm fan của Android, những bạn fan của Apple sẽ cãi qua cãi lại với cái vụ này, trên những diễn đàn tin học là hay cãi nhau với vụ này lắm. Rồi anh sẽ đi vào cái phần chi tiết của mình, anh sẽ đăng xuất lại. Rồi thì đây là một trong những cái cải thiện về giao diện đầu tiên. Nếu bạn nào làm đủ lâu sẽ cảm thấy rằng nó có sự khác biệt hoàn toàn so với giao diện đăng nhập trước đây, vừa trước đây. Ở cái này nó mình không có nói là đẹp hay xấu hơn nha, xấu hơn hay đẹp hơn mình tạm thời mình không có nhận xét về cái mỹ quan đẹp hay xấu, tại vì đẹp hay xấu nó là do mắt nhìn. Nhưng mà anh thấy nó trình bày nó cái chữ và các bố cục của nó ổn ổn mắt mình hơn, đó là cảm nhận của anh. Đây là giao diện rồi thì tất nhiên thì nó cũng sẽ có cái những cái tab của quản trị viên hay là nhân viên mà chỉnh sửa ngôn ngữ, thì đây cái mà anh muốn giới thiệu các bạn là nó là hai cái nút này à, đăng nhập bằng Facebook nó là đã có từ lâu rồi đúng mọi người, vào đâu để cài đặt nhớ không, khảo bài thử biết thiết lập đăng nhập tài khoản bằng Facebook không?
Rồi thì thật ra cái này chỉ là một cái cải thiện của team product á, thì nó cho phép cái người dùng thay vì họ phải có email công ty hay email gì đó thì nó cũng đôi khi nó cũng hơi bất tiện, thì bây giờ nó cho phép link trực tiếp đến tài khoản Google hoặc là Apple. Thì sau khi mình click vào thì nó có ra cái trang link đến thôi, đã mở API rồi mà. Rồi, có tài khoản iCloud thì đăng nhập vô là xong. Tất nhiên thì là vì đây là tài khoản test của team training, cho nên là team training sẽ không có đính bất kỳ cái iCloud nào vào cái tài khoản này. À. Rồi anh sẽ xin phép là mình sẽ vẫn đăng nhập bằng tài khoản của team training ha. Rồi khi mà đăng nhập vào thì đây là cái giao diện cũng đã được thay đổi, giao diện trang tổng quan cũng đã được thay đổi. Nó được trình bày theo các cái ô và những cái slot nó có vẻ là nó gọn hơn, dễ nhìn hơn. Rồi nó cũng có sắp xếp cái thứ tự các bước. Nếu mà một cái người mà mới dùng á, khách hàng mà vừa mới đầu tiên mà nhảy vô dùng luôn cái nền tảng này á, họ làm theo các step như vậy từ 1 đến 6 là coi như là giống như làm bài tập á mọi người. Các bạn học những cái nền tảng khác thì các bạn biết vừa mới vô là sẽ có làm bài bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 thì nó cũng giống như vậy. À, và nó được trình bày thấy gọn hơn. Nó gọn hơn là cái giao diện trước. Rồi, tất nhiên thì là ở phần cài đặt tài khoản thì nó cũng chưa có thay đổi gì nhiều, thì nó cũng đầy đủ những cái tab như là thông tin tài khoản, thông tin cửa hàng, các giao hàng và thanh toán. Nó có thêm một cái mới nữa xuất hiện, đó là quản lý thiết bị MBOS, MBOS trên này. Thì nó cũng là một cái nội dung trong buổi ngày hôm nay. Thì chút xíu nó tới phần đó thì anh sẽ cập nhật cho các bạn. À, nó chỉ khác một chút như vậy thôi. Rồi, các thanh công cụ, các tab và các tính năng thì các bạn có thấy có cái gì khác không? Này ha, nó sẽ có cái Vigo. Rồi nó sẽ có thay đổi cái câu chữ một chút trong từng cái thành phần tính năng, nhưng mà nhìn chung thì những cái thông tin bên này nó không thay đổi nhiều. Tất cả nó chỉ là giao diện. À. Rồi. Cho dù mình có đăng nhập bằng thông tin Google hay là Apple đi chăng nữa thì mình là chủ cửa hàng thì mình vẫn có thể thay đổi thông tin, hoặc là mình có thể liên hệ, khách hàng có thể liên hệ với mình để chỉnh sửa thông tin cơ bản ban đầu nếu muốn. Được chưa? Rồi, chúng ta đến với cái tính năng thứ hai, cái thông tin thứ hai mà đặc biệt quan trọng cần cung cấp cho các bạn, đó là The GoSale International. Nếu cái phiên bản, nếu mà cái trang GoSale mà anh đang mở cho các bạn, đây là cái phiên bản trang admin dành cho các đối tượng bán hàng tại Việt Nam. Tại vì nó đã tích hợp các công cụ, các đơn vị vận chuyển ở Việt Nam, tích hợp các công cụ thanh toán tại Việt Nam, thì GoSale International nó dành cho nhà bán hàng mà bán hàng ở những cái đất nước ngoài Việt Nam. Ok. Thì với cái tính năng này á, chúng ta đang có các chúng ta đang có các những cái gói cơ bản. À, nó đang có, tức nghĩa là bên mình là đang có cái kế hoạch bán những cái gói này. À, rồi câu hỏi của bạn hỏi lớn lên em, anh cũng nghe rồi, bạn hỏi là sao rẻ vậy? Theo các bạn là tại sao rẻ vậy? Bên nước ngoài nghèo hơn Việt Nam cho nên mình bán rẻ hơn. À, đó cũng là một ý kiến. Đó là một ý kiến. Anh cũng hơi nhột nhưng mà cũng là một ý kiến. Đây ha, chúng ta có các gói basic và professional, thì mình cũng đang để cái popular đây, tức nghĩa là người ta hay dùng cái gói này. Đây là cái thiết kế ha. Thì cái giá như vậy á thì trainer thì vẫn cái câu cửa miệng thôi, trainer sẽ không có nói về giá, trainer chỉ nói về thông tin và tính năng. Thì nó cũng như những cái gói khác của bên mình trước đây thì nó cũng có những cái tính năng như vậy ha. Và cái trang để vào cái GoSale International thì nó chỉ khác
cái đuôi thôi của mình là chấm gì, go sell chấm gì, chấm gì chắc không, hay chấm cơm, chấm vn nè, một số bạn chấm cơm. Gõ hoài không ra. GoSell.vn thì cái này là GoSell.biz. À, các bạn biết cái đuôi đó không? Đây nè. Anh để đây nè, thấy không? Chà. Rồi, ở trên cái màn hình của anh đang show cho các bạn là cái miền Starking, tức nghĩa là miền test. Cho nên nó có cái chữ Starking ở đây. Được không? Nói tóm gọn lại và dễ hiểu nhất đó là GoSell quốc tế chúng ta đang triển khai bán cho khách hàng ở bán tại thị trường nước ngoài, ngoài Việt Nam, và có tính năng là bán hàng trên web và bán hàng trên POS. Đó, nó chỉ có nhiêu đó. Được không? Rồi, vẫn là câu cửa miệng của anh Minh, công ty chúng ta là một công ty công nghệ phần mềm, cho nên nếu khách hàng có cái nhu cầu nào cao cấp hơn cứ liên hệ với đội ngũ thiết kế và phần mềm của mình sẽ có cái plan cho họ riêng nếu họ muốn. Được chưa? Thì ở đây thì anh cũng thiết lập, anh đã làm sẵn hết rồi, để làm sẵn thôi, chứ nếu mà làm lại từ đầu thì nó tốn thời gian quá, cho nên anh đã xuất bản một cái website. Đây là bản quốc tế nha. Bán yến. Đây anh cũng đã tạo đơn. À, mình cũng có giỏ hàng trong này. Đây. Nè. À, mình cũng thử mua. Rồi, shipping information. Và các phương pháp thanh toán. Đây. Chúng ta đang mở cái gì nó hiện lên cái đó lên đây. Thì á, anh giải thích một chút. Các bạn có nhớ cái tính năng cài đặt tự vận chuyển ở trong GoSell của mình không? Bây giờ tôi mà mời lên tôi khảo bài là lòi ra nhiều lắm. Biết tính năng cài đặt tự vận chuyển ở trong GoSell của mình không? Có nhớ tính năng nó nằm đâu không? Vào cài đặt, giao hàng thanh toán. Đây. Thì đây là cái trang ở Việt Nam nha. Thì team Channing đã cài đặt, ví dụ như là cài đặt bán hàng qua Thái Lan, Philippines, Singapore. Và tất nhiên rồi, chắc chắn là phải có Việt Nam ha. Thì cơ bản nếu mà mình chỉ bán Việt Nam không thì mình vô mình tự cài đặt ở Việt Nam trong này. Tại vì team Channing cũng có bán hàng qua bên ba cái nước này nữa, Thái Lan, Philippines, Singapore, cho nên anh cài luôn. Ai mua hàng mà bên kia anh giao qua luôn. Đó, tính để sẵn hết rồi, 500 ngàn, 200 ngàn thì tương tự như vậy thôi. Ở bên cái bản quốc tế này nó cũng như vậy. Anh cũng đã cài đặt đây nè. Anh bán hàng qua bên Mỹ, US nè, thấy không? Anh đã cài đặt rồi, hàng nhẹ, hàng nặng. Hàng nhẹ 30 đồng. Hàng nặng là được định nghĩa là từ 2 kg đến 5 kg là anh cài đặt 100 đồng, 100 đô. Và mình muốn thêm nữa thì mình cứ thêm vô. Rồi bây giờ bạn nghĩ hỏi là setup được theo bang hay không? Đây anh sẽ demo luôn. Bây giờ mọi người cho anh cái tên đất nước nào các bạn muốn bán hàng, anh sẽ bán luôn ở nước đó. Đây nè, mình sẽ click vào add shipping location. Tôi đang nói là đất nước, tôi không nói cái bang. Rồi Mỹ đúng không? Mỹ thì anh đang cài đây rồi. Rồi. Úc đúng không? Úc. Rồi khi mình chọn Australia, mình click vô đây thì nó sẽ ra cái gì? Nó sẽ ra cái bảng bên phải tất cả các bang mà đất nước nó đang có. Bạn thích bán hàng ở bang nào thì bạn chọn từng cái. Ví dụ anh chỉ thích lòng vòng ở khu vực Victoria với lại New South Wales thôi,
anh không thích ra đảo Queensland đó, anh thích bán cái này thôi thì anh chọn hai cái. Còn nếu anh chọn hết tất cả bang thì anh làm một phát để cho nó nhanh, anh lít vô cái dấu tích nước Úc cho nó nhanh. À, cái bài này là đã hướng dẫn rồi, chẳng qua các bạn hỏi thì anh demo cho các bạn thôi. Đây rồi mình bấm đăng, tức nghĩa là anh đã chọn tất cả các bang tại nước Úc rồi, bây giờ nó ra nè Australia nè, rồi mình thêm cái rule thôi. Thường á, theo mọi người cái này mọi người biết không, là mọi người thường là vận chuyển hàng quốc tế là mọi người nghĩ là người cái đơn vị vận chuyển nó tính theo cái gì, giá tiền theo cái gì, khối lượng hay khoảng cách hay là giá tiền, ba cái tính theo cả ba luôn xong. Tính phí vận chuyển theo gì, khối lượng và khoảng cách. À, đó là những sự chuyên nghiệp đúng không? Nhưng mà là bình thường á, là ví dụ mình gửi hàng nhỏ nhỏ lẻ lẻ là tính theo theo khối lượng thôi, cứ dưới một 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 mét khối á, là nó tính theo cái khối lượng. Bắt đầu người thấy cái xếp hàng hơn một cái thùng khối á, là bắt đầu nó sẽ tính thêm cái khoảng cách. À, thì để mà các bạn tìm hiểu thêm những cái giá và cũng giống như là những cái giá vận chuyển quốc tế thì mình dễ lắm, mình cứ lên trên website ví dụ như là DHL, mình tìm hiểu và thông tin giá cước vận chuyển để mình biết thêm mà nó cái cách tính mà nó như thế nào ha. Thì cái rule mà vận hành của cái tính giá tiền của xe quốc tế thì nó cũng là chỉ là điền thông tin thôi, đó là hoàn toàn là do nhà bán hàng họ điền, không có cái gì khó cả chưa. Thì những cái này mình ra là do nhà bán hàng cài đặt. Rồi về phương thức thanh toán. Trên hệ thống mình cái phần vận chuyển delivery nó có hiện cái GNT này, thì cái vận chuyển GNT nó áp dụng khi nào, cái Của hệ cái thống mà lên gì? Của GoSale nào? Mình đang nói về GoSale quốc tế. Là GoSale quốc tế hả? Đâu có đâu nè. Nó chỉ có mỗi tính năng tự vận chuyển thôi. trong cái trường order ấy, nằm ở trong cái trường order. Công trường order này. Trang trang subscription nhỉ, delivery, à không, delivery ở dưới Delivery. cái thì filter ra Filter. À rồi. Và bạn Nghĩa đang hỏi là khi click vào filter thì nó có những cái này, thì anh xin phép chữa chữa cháy chỗ này, là cái này là có thể là các bạn code từ bên GoSale qua, còn để sót là những cái này chưa bỏ ra đó. Các bạn phải hiểu rằng là quốc tế họ không có hiểu VinBot hay là Amu hay là giao hàng nhanh gì của mình là gì á, hiểu không? Mọi người hiểu cái này không? Cho nên rằng là những cái này là có thể là vẫn còn tàn tích còn sót lại chưa gỡ ra. À, rồi cảm ơn Nghĩa. Mình vô mình feedback liền em. Rồi mình đang nói về thanh toán, thì những cái mà phương thức thanh toán cơ bản gồm gì? COD nè, cash on delivery nè, cash, debt, PayPal, bank transfer thì nó vẫn để sẵn ở trên này. PayPal là một cái ví tài chính quốc tế, nó rất là thông dụng trên toàn thế giới. Ai mà chưa có tài khoản này thì cũng nên sở hữu một cái tài khoản cho mình đi. Cái này nó hay lắm. Sau này các bạn mà đi đâu chơi, ví dụ đi châu Âu chơi hết tiền, nhắn tin về anh Minh chuyển cho em tiền, cái em chuyển qua anh chuyển qua PayPal nhận được tiền liền ha, mai mốt thanh toán cho dễ. Xin số anh Minh hả? Em xin số thì anh say no. Rồi đó, thì đó là cái này anh giới thiệu thêm thôi. Nói chung là một phương thức thanh toán thì mình là cái người làm sale á mọi người, mình cần phải biết hết về nó nha, để khi mà lỡ mà khách hàng hỏi mình biết đường mình trả lời. Bây giờ bạn nào mà chưa có cái PayPal này á, thì về tạo đi, nó không có tốn tiền, nó cũng có cái app sử dụng trên điện thoại bằng tiếng Việt luôn. Mình nên dùng để mình biết nó, mình biết thôi. Còn nếu mà muốn chuyển tiền thử thì cứ chuyển tiền vô tài khoản anh Minh không sao cả. Rồi rồi, đó là về gọi là vận chuyển và thanh toán. Tương tự như vậy thì tương tự như GoSale ở Việt Nam thì cứ tạo sản phẩm như bình thường như vậy. Rồi, để anh đọc chat. Bạn hỏi là
Cho em hỏi là cập nhật và giao diện này dành cho khách hàng ngoài Việt Nam sử dụng. Đúng rồi, GoSale quốc tế là dành cho đối tượng nhà bán hàng ở ngoài, không phải thuộc đất nước Việt Nam. Ha. Tuy nhiên mà mình dùng cái GoSale cơ bản của mình ở Việt Nam vẫn bán ra nước ngoài được nha mọi người. Đúng không các bạn? Đúng không? Chẳng qua là tại vì nó có ngôn ngữ tiếng Việt dành cho người Việt mình bán ra nước ngoài vẫn được mà. Ha. Đó, cho nên rằng là cái này là dành cho khách hàng quốc tế. Ví dụ, ổng ở bang LA, Long An nghe nói LA, Los Angeles bán hàng qua qua Chicago chẳng hạn vậy. Được không? Ok cho em, nắm nắm chỗ này không? Rồi, Anh mình ơi, vẫn anh Minh cho em hỏi vậy 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 cái bản của tiếng Việt của mình, của GoSale của mình đó, hiện tại đang dùng đó, nó có cập nhật như vậy không anh? bản hiện tại của mình đây nè, bản hiện tại của mình nè, anh vẫn cài đặt giao hàng ra nước ngoài được nè, nắm chỗ này không? Đây là phiên bản quốc tế. À, nói một cách dễ hiểu nhất là phiên bản quốc tế hiện tại các tính năng nó hạn chế hơn nhiều so với cái phiên bản của Việt Nam. Nó chỉ mới có bán hàng trên web với bán hàng trên POS thôi. Nắm chỗ này không? Dạ rồi em muốn. Ừ. Đó thì em thấy phí nó rẻ hơn là dễ hiểu mà. Ngay từ đầu bạn kêu ủa sao phí rẻ vậy là biết rồi đúng không? Rồi. Rồi anh trở lại, mình vẫn tạo sản phẩm như bình thường được nha. Tất cả các thao tác tạo sản phẩm như bình thường nha. Thì có điều cái là anh nói luôn đó là quốc tế em dùng tiếng Anh thôi, còn cái GoSale kia thì có chỉnh tiếng Việt được, nó khác vậy thôi. Được không? Đó là về GoSale quốc tế. Thì về cái link mà GoSale mà để các bạn test cái này á, thì các bạn chưa đánh chữ GoSale thêm chữ start chấm bit thôi là các bạn có vô cái môi trường giả lập các bạn tạo tài khoản được rồi. Được không? Nè anh gửi cho link zoom nha. Vô đây mà tạo tài khoản mà giả lập mà test đi mọi người, mình làm sale mà. Rồi đó. Rồi, trở lại với mạch bài của mình. À, quên nữa, trong cái trang check out này thì mình cũng đã điền những cái thông tin liên quan đến vận chuyển và thanh toán rồi, thì khi mà khách hàng cập nhật cái thông tin ở đâu đó thì nó sẽ tự động, nó cũng như là cái khối lượng cái giỏ hàng nhiêu thì nó tự động nó tính tiền thôi, y chang. À, cảm ơn anh Nam cũng đã gửi luôn cái đường link cho các bạn trên Zoom rồi đó. Các bạn nào rảnh rảnh thì vô tạo một cái tài khoản Starkin để test. Mà như anh nói tóm gọn nhất đó là nó mới có bán hàng trên web và POS thôi. À, nó không có full hết tính năng như là GoSale hiện tại của mình ở Việt Nam đâu. Được chưa? Rồi. À, chat gì nữa. Rồi, cảm ơn anh Nam nha. Chúng ta đến với cái phần thứ ba, đó là cập nhật một số thay đổi liên quan đến việc mà set up cái chiết khấu dành cho cộng tác viên, dành cho affiliate. Để tìm đến cái chỗ mà set up cái affiliate, mình vào đâu mọi người? Tiếp thị nè. Cộng tác viên. Chà. Các bạn sale nào trong trong khán phòng này bán được cái gói cộng tác viên, bán được, bán thêm những cái cộng tác viên nhiều chưa? Bán hả? Anh nhớ tìm tìm của leader, như tìm của Tân thì phải có cái bạn cho bạn khai thác triệt để cái gói cộng tác viên luôn. À, bạn bán bạn demo cộng tác viên hay lắm, nghe hay lắm. Rồi. Đây là cái giao diện thì vẫn là một cái một vài cái cập nhật về giao diện ha. Tức nghĩa là những cái nút trước đây nó vuông vuông, bây giờ nó tròn tròn chút thì nó là giao diện thôi. Mình sẽ đi vào cái phần chính, đó là cái chỗ chiết khấu. Để mà cài đặt chiết khấu cho cộng tác viên thì mình click vào cái tab chiết khấu này, và như các bạn thấy rằng là team training đã
trước đây đã tạo rất nhiều cái loại chiết khấu rồi thì nó vẫn còn lưu lại ha. Bây giờ mình sẽ vào thử thêm một cái chiết khấu mới hoàn toàn. Thì khi mà vào thêm chiết khấu á thì chắc chắn là mình sẽ phải đặt cái tên chiết khấu rồi để mình phân biệt giữa những cái loại chiết khấu với nhau. Đó là cái việc mình bán hàng mình phải rõ ràng. Thì cái mà một số cái mới cần lưu ý như sau. Cái thay đổi lớn nhất là cho phép kết hợp nhiều chiết khấu khác nhau trong cùng một cái đơn. Nếu mình tích vô đây là mình đồng ý, còn nếu mình không tích vào thì là mình không đồng ý. À, nắm chỗ này không? Nắm chỗ này ha. Thì cũng như các tính năng khác của GoSell thôi, bất kỳ một cái tính năng nào nó cũng có một cái chữ information kế bên đây nè mọi người. Mọi người mà không rõ tính năng đó đó thì mình rà cái con chuột vô để mình coi team product giải thích và cũng có ví dụ luôn. Đối với những cái mà phức tạp khó hiểu như là cộng tác viên này thì có luôn ví dụ kế bên cho các bạn nắm. Thì ở đây kết hợp chiết khấu với cái câu kết hợp với chiết khấu khác, tức nghĩa là các bạn hiểu đơn giản đó là cho phép kết hợp nhiều cái loại giảm giá với nhau. Còn nếu mình không tích là mình không đồng ý. À, vậy có lợi không? Cho phép kết hợp nhiều cái chiết khấu với nhau có lợi không? Lợi chỗ nào? Tại sao phải phát triển tính năng này vậy? Mình thử suy luận chút. Trước đây nó không có. À em biết, hay quá. Nói đi em. Phần trăm tổng giá đơn còn 1.000 trên một sản phẩm đó, chính xác, đúng. Có nghĩa là cái chuyện mà chiết khấu theo một cái chiến dịch gọi là một cái whole campaign là cái chuyện bình thường, và trong cả một cái whole campaign đó nó có một vài sản phẩm chiến lược cần được giảm giá thêm, hoặc là có những cái chiết khấu riêng cho nó nữa, hoặc là chiết khấu của chính các bạn BZ, hoặc là đó như em ví dụ luôn, chính bạn nhân viên bán hàng đó nữa. Nếu người ta muốn thì người ta add vô. Đây là một cái yêu cầu thiết thực và product mình đã add vào. Được không? Nắm cho này ha, các bạn sao nắm. Về cái mà các cách hoạt động cộng tác viên ở hiện tại bên thị trường đó, có rất là nhiều dạng cộng tác viên. Có người hợp tác bán theo sản phẩm, có người hợp tác bán theo một cái campaign. Hả? Sản phẩm trong campaign và bán theo SKU, nói chung là rất là nhiều cái loại khác nhau. Thì bây giờ vấn đề là mình là cái người chủ á, mình có cho phép người ta kết hợp nhiều cái chiết khấu lại không? À, theo quan điểm cá nhân của anh, theo kinh nghiệm bán hàng của anh thì nên để dấu tích vào. Chưa? À. Rồi, rồi loại chiết khấu thì cái khúc này dễ hiểu nè. Phần trăm hay số tiền, tức nghĩa là bây giờ mình chiết khấu cho cộng tác viên nó theo phần trăm hay là theo cái số tiền cụ thể thì cái này tùy mình chọn thôi. Nếu để theo phần trăm thì nhập số vô, ví dụ 10. Sản phẩm áp dụng tất cả sản phẩm nào đó cụ thể hoặc bộ sưu tập nào đó cụ thể. Cái này cũng đơn giản. Rồi bây giờ nó có cái này mới nữa đây, đó là cấp bậc đơn hàng áp dụng. Câu chữ này khó hiểu không? Cấp bậc đơn hàng áp dụng. Rồi, anh sẽ đọc nguyên văn cái giải thích của team product. À, chiết khấu này sẽ được tính cho cộng tác viên được chỉ định nếu đơn hàng được tạo ra ở cấp bậc thỏa điều kiện cài đặt. Đây nè, thỏa điều kiện cài đặt là cái khúc này nè. Cấp bậc đơn hàng đây nè, lớn hoặc bằng nè. Đây, nhập giá trị vô. Rồi, ủa sao mình đi đâu, bấm đi đâu rồi? Ở đây. Ví dụ, nếu bạn cài đặt cái cấp bậc đơn hàng bằng 1 và cái chiết khấu này được chỉ định cho bạn cộng tác viên A,
Nghĩa là nếu mà cái cộng tác viên cấp dưới ngay dưới một bậc của bạn bán được hàng thì bạn mới được hoa hồng. Còn bản thân bạn hay là bạn cấp dưới của bạn kia đó, bạn số 2 cũng bán được thì cũng không được hoa hồng. Nắm được chỗ này không? Điều này giải quyết cái chuyện gì ở ngoài thực tế? Mọi người có nắm được tình hình ngoài thực tế nó có những cái case này không? Cái ý của bạn cũng có cái đúng, có nghĩa là bạn trả lời là cho cái hệ thống cộng tác viên của mình nó bền hơn. Cái đó là cái đúng nha. Nhưng mà chưa có rõ ý nghĩa của cái vụ này và chưa có một cái ví dụ nào cụ thể bên ngoài. Có ai có ví dụ bên ngoài không? Các leader. Rồi anh ghi nhận câu trả lời của em nó là đúng mà, tuy nhiên nó vẫn là chưa có. Các bạn khác nghe có hiểu không? Nghe có hiểu bạn mình giải thích không? Tức nghĩa là anh hiểu là bạn hiểu á, tại vì anh đã nắm thông tin nên anh hiểu. Rồi anh giải thích như sau: ở bên ngoài họ đang kinh doanh theo hình thức cộng tác viên đa cấp bậc, đa cấp bậc nha. Còn đa cấp là một cái chuyện khác nữa nha. Cái từ đó, cái từ mà đa cấp các bạn đừng có hiểu lầm theo cái hướng xấu kia nha. Đa cấp bậc trên toàn thế giới này là một cái hình thức kinh doanh nó rất là tiên tiến luôn, chứ không phải là xấu đâu. Xấu là do cái con người sử dụng cái tính năng nó làm chuyện xấu nó mới xấu nha. Đa cấp bậc nghĩa là sao? Anh có thể, mặc dù anh là cộng tác viên của cửa hàng, nhưng anh vẫn có thể có những bạn cấp dưới của anh mà. Mấy bạn không cần biết ở trên, mấy bạn chỉ cần biết tôi thôi. Rồi, sẽ ra sao nếu sẽ ra sao nếu anh bán hàng, anh yêu cầu bạn bán chuột máy tính cho anh. Anh nói là bạn bán cho anh con chuột, bạn sẽ được 10%. Đó là bạn được. Nhưng sếp anh nói, cái người chủ của bạn nói là anh bán con chuột anh được 15%. Vậy thì theo các bạn, anh là người đi bán hay là anh giao cho em bán? Anh đi bán chứ, anh được 15%, ngu gì anh đưa cho em bán được có 10%, đúng không? Lúc đó nha, em tìm khách xong á, anh tìm cách anh lấy thông tin cái người mua hàng của em, anh bán trực tiếp anh được nhiều hơn. Lúc đó em không có gì hết, lúc đó nó mới đi theo cái nghĩa là xấu kia, tất cả lợi nhuận dồn lên cái đỉnh của chóp hết, còn lại ở dưới không được cái gì, rìa rìa rìa. Đôi khi nó cho phép làm theo những cái hướng như vậy là nó sẽ đi sai lệch ha. Cho nên là mình tạo ra tính năng này không phải mình tạo ra tính năng này để là vẽ đường cho Hưu chạy, mà là mình đang đưa các option cho doanh nghiệp có thể tổ chức cái hướng cho cái cộng tác viên của mình. Nó không phải có cái tính năng là bằng hoặc lớn hơn hoặc bằng hoặc nhỏ hơn này đâu, nó còn nhiều tới 5 cái option đây nè, và mỗi một cái option nó có cái ý nghĩa khác nhau và nó nhằm cái việc là rõ ràng đảm bảo quyền lợi của tất cả các bạn cộng tác viên. Sẽ có những người người ta sẽ tính theo kiểu là cấp dưới nữa mới được chứ còn cấp trên không được. Có những người là bán theo độ nhóm, mặc dù tôi cấp dưới của ông nhưng mà nếu mà ông cấp trên tôi không bán được là tôi cũng ké ông được miếng đó. Cũng có thể như vậy, cũng không có thể gọi là đúng hay sai, mà đó là do mô hình người ta. Nhưng mình đang trở về cái câu chuyện của mình là product, mình đang đưa cái tính năng như vậy là đa dạng cho khách hàng chọn lựa, được không? Và nếu mà mình không set up ở đây thì nó không áp dụng, được không? Rồi nắm chỗ này ha. Rồi nếu mà mình chọn một trong các điều kiện thì mình bấm thêm nhiều cái vô. Rồi cái này là một cái ma trận đó nha. Bạn nào mà học về các mô hình kinh doanh hay mô hình kinh tế, học vào cái những cái lớp chuyên của về kinh tế học sẽ có những cái mô hình kinh doanh. Đi lên trên Facebook hay Google search mô hình Belbin, mô hình Bunzi,
Make money online theo mô hình ABCD. Đó là những cái bẫy nha. Hãy nghe lời của một thầy nào đó đã nói cái gì miễn phí là chỉ có là... Thôi không nói. Cho cho em hỏi cái phần 100 với số tiền nha. Khi mà chọn số tiền nó sẽ có cái đơn vị bán. Rồi thì ở đây thôi, đơn vị bán nghĩa là gì? Mỗi đơn vị sản phẩm thì phải điều kiện chiết khấu. Còn tổng tiền bán nó bán theo tổng số tiền, áp dụng cho tổng số tiền hay là bán theo từng cái sản phẩm? Đơn vị tức nghĩa là một lần bán một cái sản phẩm nào đó một lần, hay là tổng số tiền bán là bán được triệu hay như thế nào đó? Rồi nó có hai cái chọn lựa ha. Thì cái phần trăm hay số tiền ở đây thì nó cũng na ná như mấy cái khác, giảm giá này nọ rồi các bạn hiểu rồi ha. Thì theo như cái này là chưa có, nhưng mà anh cũng nói luôn là trong cái verse tiếp theo sẽ có cập nhật tiếp vô chỗ này nữa về cái liên quan đến cái số tiền, khống chế số tiền dành cho các cộng tác viên. Có cái này là nó chưa có xảy ra cho nên là anh không nói rõ tiếp được. Thì mình đó cũng là do anh dự những cái demo tiếp theo thôi nên anh nắm là không tính đó. Rồi chúng ta đến với cái phần thứ tư, đó là cải thiện giao diện POS và giao diện mới của phần quản lý đơn hàng. Cái này thì có vẻ là các bạn nó sẽ dễ với các bạn, tại vì nó rất là thân thiện với mọi người. Chắc là mọi người đã click vô mấy bữa nay rồi. Nó gồm cái gì? Đầu tiên là giao diện tổng quát, giao diện chung của cái phần quản lý đơn hàng. Ngoài cái việc mà nó sắp xếp những cái ô theo cái ô mà ô nổi, ô hiện như vậy ra, thì chúng ta có một cái tính năng đó là set up các trường thể hiện thông tin. Anh dùng từ là set up các trường thể hiện thông tin. Cái này cực kỳ quan trọng luôn. Anh đã nghe demo của một bạn sale mà không trả lời được khách hàng, anh cảm thấy rất là tiếc. Ở chỗ này nè, khách hàng hỏi bạn là cái này nhìn rối mắt quá, anh không có, anh mắt anh mờ lắm, anh không muốn nhìn nhiều thông tin, anh chỉ muốn thấy thông tin là đó, cái đơn đó bao nhiêu tiền và đã được xác nhận hay chưa hay gì đó, đại loại là họ lấy một vài thông tin thôi đó, đại loại vậy. Mà bạn không có demo được cái đó, mình cảm thấy tiếc ha. Cho nên là cái đó là cũng hơi xót xa. Khách hàng kêu, tại vì em biết không, cái việc mà họ cái mỹ quan hay họ nhìn họ nói thế nào đó là việc của họ. Có người kêu như vậy là rối, nhưng có người nói như vậy là tuyệt vời, đầy đủ thông tin. Ủa, làm sao mình chiều hết được lòng thiên hạ, đúng không? Nhưng mà để chiều hết được lòng thiên hạ thì cũng có cách thôi. Đó là GoSale đã thiết kế cái chỗ này nè. Cấu hình thông tin hiển thị các trường thông tin liên quan đến đơn hàng. Ở đây chúng ta có bao nhiêu cái nút, anh lười đếm quá mọi người. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, đó. 23 cái trường thông tin có thể thể hiện. Trường thông tin nghĩa là gì? Là cái cột này nào các bạn. Ở đây chúng ta có cột gì? Mã đơn hàng, trạng thái đơn hàng, thông tin tên khách hàng, mã khách hàng, tổng tiền, ra 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 nhiều lắm. Thì bây giờ các bạn muốn list hết cái chỗ này thì cứ list hết luôn cũng được. Tại vì cái máy tính của anh nó hơi nhỏ, màn hình giao diện nó hơi nhỏ. Chứ nếu mà anh có cái máy tính như các bạn thiết kế nha, binh thì anh list hết vô luôn, ngồi anh coi cho sướng. Nhưng mà coi làm gì nhiều thông tin dữ vậy. À, có một số người bán hàng họ chỉ quan tâm đến mã đơn hàng, trạng thái đơn hàng, tổng số tiền hàng. Một số cá nhân anh đang tích ở đây thôi. Còn có một số khách hàng khác họ lại muốn là thể hiện luôn số điện thoại của người nhận hàng, để khi cần họ họ coi cho nó nhanh. Đây họ thì họ tích vô đây. Rồi họ có một số người quản lý họ muốn coi chi nhánh đã bán cái đơn hàng đó thì họ tích vô cái chữ chi nhánh. Rồi có một số cái liên quan đến đơn hàng có nợ tiền hay không thì list vô tiền nợ. Đó. Được chưa? Thì mình click vô đây thôi, mình bấm lâu nó sẽ ra những cái trường thông tin mình cần coi. Ngoài ra chúng ta có thêm cái custom, cái bộ lọc đơn hàng. Ngày trước á là mình coi đơn hàng á là mình chỉ coi có cái
có cái bộ lọc bên góc này nè mọi người, nhớ không? Cái phiên bản cũ là nó có cái bộ lọc bên góc này, được không? Bây giờ mình bên MBB mình thiết kế là cái bộ lọc nó nằm trên đầu của những cái thông tin khách hàng này và mình được quyền custom đó. Bây giờ anh đang coi cái đơn hàng anh này, bộ lọc mình muốn có cái, mình muốn cái bộ lọc mình có cái thông tin gì để mình lọc thì mình lít vô, ví dụ ở đây nó có cái chữ số lượng sản phẩm, số lượng chi nhánh, nền tảng, trạng thái thanh toán, phương thức vận chuyển, cộng tác viên. Lọc đơn hàng theo cộng tác viên nè mọi người, cái tính năng cộng tác viên nãy đó lúc trước là có không? Lúc trước là không có nha, giờ là lọc theo cộng tác viên luôn. Thẻ thẻ đơn hàng theo nhân viên nào đó, theo phương thức thanh toán nào đó, trạng thái, mã giảm giá, bla bla bla, nhiều lắm. Anh đang để ở chỗ này có hai cái nó khó hiểu nè. Lọc theo số lượng sản phẩm, lọc theo số lượng, mọi người hiểu là gì? Cái này là hồi nãy anh Nam mới phát hiện, anh cũng mới phát hiện luôn, một phát hiện vĩ đại luôn. Mọi người hiểu hai cái này khác nhau chỗ nào không? Cái này là chắc chắn là team 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 Trinh Ninh sẽ tìm đến các bạn product để chỉnh sửa rồi, nhưng mà bản thân mình phải là người đi sale á, mình phải hiểu nó để trước khi đến lúc nó cải thiện á là mình cần phải hiểu nó nha. Chứ mình đi sale xong khách hàng hỏi ủa sao tự nhiên hai cái này nó ý nghĩa là gì vậy? Cho em xin xem data mới suy luận được. À, bạn này có một cái lối tư duy ngược đúng không? Một số bạn áp dụng tư duy ngược vào công việc cũng khá là thành công ha. Rồi bây giờ anh đang chọn hai cái này nha, chúng ta sẽ có cái luật. Không, anh đang đây rồi, số lượng sản phẩm, số lượng đây nè. Anh lít vô, anh chọn bằng, nó để tối thiểu một, tối đa 1 triệu. Anh chọn bằng tối thiểu một, tối đa 1 triệu. Rồi anh sẽ chọn cái bộ lọc là áp dụng on time. Anh sẽ chọn, tại vì anh quên mất là team anh bán những cái gì, thôi anh lít đại ha. Anh sẽ chọn số lượng, cái dòng số lượng sản phẩm anh sẽ để là 2. Và số cái dòng số lượng anh sẽ để là 3. Rồi, nó ra 3 đơn hàng này. Mua cùng một lúc hai sản phẩm. Mua cùng một lúc hai sản phẩm. Xây một đơn hàng rồi số lượng Rồi bây giờ ai xung phong giải thích? Mặc dù cái câu chữ nó hơi kỳ nhưng mà giải thích thử. Số lượng đơn hàng có hai sản phẩm. Và lượng đơn bằng 3. số lượng đơn bằng 3. À, anh lít vô một cái cho các bạn coi nha. Số lượng sản phẩm hay là số lượng một sản phẩm trong một đơn hàng đó. Số lượng là số lượng đó, cho nên rằng là cái này là thôi, có vẻ là anh nghĩ là nó là cái lỗi bản dịch, anh sẽ đề xuất lại. Tuy nhiên là bây giờ mà anh muốn các bạn hiểu rõ trước cái đã. Rồi bây giờ anh nói luôn cho nhanh, mình còn phần nữa, đó là các bạn có biết được rằng có một cái từ rất là chuyên nghiệp trong cái việc bán hàng, đó là từ SKU không? SKU là gì? Đơn vị sản phẩm. Chưa đúng lắm. Mã sản phẩm. Tức nghĩa là ví dụ cái điện thoại, trong cái dòng iPhone 20 mấy, ví dụ iPhone 20 chẳng hạn, nó có màu gì? Màu trắng, màu hồng, màu tím, màu đỏ. Thì mỗi một cái phân loại như vậy nó có một cái SKU. Mà trong cái màu màu tím á, nó có màu tím 128 GB, một màu tím 256 GB, màu tím 1T, nó cũng có thể phân ra theo như vậy nữa.
Mỗi một cái phân loại hàng nó là có một cái mã SKU khác nhau. SKU là viết tắt của từ gì? Stock Keeping Unit ha. Thì ở theo như anh đang thiết lập như vậy thì các bạn hiểu rằng là một tìm đến những cái đơn hàng mà có ít nhất khách hàng đã mua 2 SKU và ít nhất là 3 sản phẩm, 3 cái sản phẩm. Rồi, nhớ nha, và anh back lại cái bộ lọc đó cho các bạn coi. Ủa sao nó đóng mất tiêu rồi? Mình back lại mà. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cách để dễ hiểu nhất, đó là anh sẽ đổi sang tiếng Anh. Đôi khi chúng ta phải dùng tiếng Anh mới dễ hiểu nhau, chứ còn tiếng Việt chúng ta không hiểu lắm. Anh đổi sang tiếng Anh nè. Cái dòng số lượng sản phẩm là nó để là no of product ha, còn đây là quantity. Là cái dòng như đây mới là số lượng sản phẩm, còn cái trên này á cái no á nó không phải là cái no of product, không phải là số lượng đâu, mà là cái số hiệu á. À, mình hiểu ra nên là cái SKU đó nha. Rồi cái này thì chắc chắn là cũng anh Nam phát hiện nha, cái này là công của anh Nam. Chúng ta sẽ đi yêu cầu và tìm kia giải thích. Đúng, đọc cái tỷ lệ bán SKU á. Đúng. Các bạn biết không, ở bên ngoài thị trường nó có yêu cầu là bắt người ta bán không những bán theo số lượng nhiều sản phẩm mà bán theo số lượng SKU nữa. Giống như một nhân viên sale trong cửa hàng chúng tôi có bán ba món: điện thoại, chuột với máy tính. Có thằng ông sale ông chỉ rành điện thoại thôi, ông bán đúng điện thoại, hai cái ông không bán. Ông chủ không, tôi muốn các bạn phải bán đều hết để giảm thiểu cái tồn kho, chứ các bạn đè bạn bán điện thoại không mà còn hai kia để cho ai? Không? Thì người ta cũng có thể áp dụng bộ lọc như vậy, được không? Cho nên là mình chú ý những cái này nha. Rồi, tiếp theo là một cái cổng thanh toán mới, một cái phương thức thanh toán mới, nó là mPOS. Cái này thì nó đơn giản thôi. Liên quan đến thanh toán thì chúng ta cứ vào phần cài đặt, chọn tab giao hàng và thanh toán, kích hoạt cái mPOS lên. Đây anh đã kích hoạt rồi đây. Lưu ý thanh toán và mPOS là cái thiết bị cầm tay á, mọi người biết không, thiết bị quẹt cầm tay đó là liên quan đến ngân hàng, thì đảm bảo rằng doanh nghiệp đã phải thiết lập VNPay hết rồi, từ quẹt thẻ Visa cho đến quẹt thẻ đó, được ha? Thì kết hợp với mPOS thì khi mà thiết lập VNPay thì nó sẽ có cái mã bảo mật đây nè, mình add vô. Team training thì không có những cái mã này để add một cái phương thức thanh toán thực tế cho các bạn, cho nên chỉ demo là sau khi mà cài đặt thì mình cứ kích hoạt nó lên, và khi mà bán hàng thì nó sẽ chọn cái phương thức thanh toán là mPOS. Sau khi doanh nghiệp dùng cái mPOS này thì cái phần cứng thì phần cứng thế nào? Phần cứng của À, mPOS nó là một cái dịch vụ bên ngoài, mình liên hệ với họ, họ tới họ cài đặt cho mình cái máy rời, mà nó cài đặt trực tiếp vô cái điện thoại mình luôn được luôn. Boss này á, anh được là cái phần cái hệ thống của mình á, nó có tính cái 1.8% khách hay là khách rồi. Em boss này có tính cái phí 1.8% hay không? Nhiều tùy từng ngân hàng. Không, cái em boss là nó đặc định là nếu mà đi doanh đâu nghiệp trong nước đó là 1.8, khi nào có visa thì biết chết thì nó có lên hay không. Bạn này có vẻ khá là rành những cái giao dịch này. Chính xác. Thường các bạn đi đâu mà các bạn thanh toán mà em boss á, nếu mà cái người mà họ bán hàng mà gọi là rõ ràng, họ sẽ nói luôn, nếu mà anh chị chọn phương thức thanh toán này thì em sẽ thu thêm cái khoản phí này nha. Coi như là trả lời câu hỏi của em chưa? Rồi. Làm sao? Vụ gì? Thì phải nói rõ cái vụ đó đó, thì đó là cái mà anh trả lời cho em đã hiểu được chỗ này ha. Rồi đây ha, anh demo là mặc dù anh tạo một cái tài khoản ảo nhưng mà cũng đã chọn được cái phương thức thanh toán mPOS ở đây à.
Rồi, tới cái đó thì đơn giản thôi, cái đội ngũ kỹ thuật mình làm được hết. Tới cái cuối cùng trong buổi ngày hôm nay còn vài phút thôi. Cái này thì cũng gặp một cái sự cố nho nhỏ, đó là anh không hiểu tại sao cái tài khoản mà anh đang có được team rồi đất cấp cho team Channing, cái tài khoản mà có tiền ở trong cái ví ví Go này để dùng á, thì bây giờ đâu mất tiêu rồi, vô trong hết tiền rồi. Cho nên là thôi, khi mà không không thực hiện được một cái gì hết thì anh sẽ demo chay ở đây. Thì đó là cái ví Go này, như các bạn cũng đã nghe nhiều lần rồi ha. Thì ví Go này là tại vì mình đặt cái tên là Go là nó đồng bộ với cái style của bên mình thôi. Go Sale, Go Go Social, Go POS, Go Web này là, thì giờ nó là Go Wallet. Thì bây giờ mình vô đây là cái lịch cái giao diện của nó là như vậy. Thì nạp tiền, cái người bán hàng họ nạp tiền vào đây để sử dụng các dịch vụ liên quan đến Zalo, ZNS và SMS. ZNS và SMS. À, hai cái đó là cái gì? Nó nằm ở trong cái phần ở trong cái tab Go Chat đó. À, nó nằm trong cái tab Go Chat. Đây ví dụ như là mình sẽ soạn một cái mẫu tin nhắn ZNS ở trong Zalo, thì nó có những cái đoạn tin nhắn các bạn đã nghe được, có nhận được nhiều cái tin nhắn đến từ cái những cái Zalo official cao chưa? OTP cũng là một dạng ZNS. À, mình cài đặt cái gì nó gửi OTP qua Zalo nhớ không? Shopee có không? Shopee là có đúng không? Đó, đó là một dạng ZNS đó. Rồi xác thực đơn hàng có không? Rồi có nhận hàng giao hàng qua các đơn vị vận chuyển có nhận ZNS không? Đó, nó tương tự như vậy. Thì các bạn lưu ý những cái mẫu mà để các bạn nhận được như vậy á là nó có form mẫu nha. Và khách hàng phải đăng ký. Thì đăng ký định danh SMS hay là ZNS thì giống như cái gọi cái bảng giá thì các bạn đã biết được cái chi phí nó là bao nhiêu rồi. À, chúng ta sẽ không nói về giá. À, thì mình chỉ đang nói là cái thủ tục ở đây và nó đã được thể hiện trên cái verse 4.4 này. Đó. Rồi, anh chỉ muốn giải thích là đối với những cái Zalo SMS hay là ZNS thì những cái mẫu mà doanh nghiệp muốn thiết kế theo cái kiểu doanh nghiệp mà tự soạn ra cần phải gửi qua để bên mình hỗ trợ để Zalo duyệt rồi mới gửi được nha, chứ không phải cứ muốn viết chữ nào là cũng được đâu nha. Cho nên là khi mà gặp khách hàng nói là muốn viết theo kiểu khách hàng không, phải nộp lên để đợi người ta duyệt. Nếu mà mẫu mẫu thì nhắn theo thị trường. Thì Zalo này nó có sẵn một mà mười mấy cái mẫu cho mình rồi, nhiều lắm rồi. Nhưng mà nếu mà muốn soạn riêng cái mẫu mình nữa thì mình phải đợi duyệt thôi. Phí thì anh chưa thấy nhắc tới phí. Nhưng lưu ý, phí tính tiền là các bạn biết ở trong bảng giá mình biết rồi đúng không? Bao nhiêu trăm đồng một tin đó. Ha, thì cái đó là các bạn đã nắm giá. À, thì nó nằm đây. Đây còn cái SMS tương tự thôi thì gửi email tới anh tới cho CS mình khi mình yêu cầu tạo mẫu những cái mẫu Zalo nào đó thì mình sẽ gửi thông tin. Hiện tại á thì mình đang có cái tính năng này. Giống như tài khoản của team Channing thì chưa có Zalo official cao. Vô ZNS thì nó như vậy đây. Mình tạo chiến dịch ZNS thì đây. Trong cái tạo chiến dịch thì mẫu tin nhắn nè. Đó. Đăng ký mẫu ở đây. Tích vô. Rồi tên thương hiệu. Những cái này á, thương hiệu là giống như các step mình đăng ký gói là đã có thương hiệu rồi, định danh hết rồi thì mình sẽ chọn được. Còn nếu chưa định danh là chưa có để chọn. À. Cái file này là file nào? Cái mà anh đang trên link này hả? Lát qua anh đưa cho. Rồi quản lý thương hiệu và mẫu đây. Rồi, ở trong đây có hai cái tab ha, đó là tạo cái chiến dịch SMS và coi những cái thương hiệu và những cái mẫu tin nhắn đã tạo. Ví dụ như là mẫu verify code nè. Đó. Hoặc là mẫu đặt lại mật khẩu nè. Bla bla bla, đại loại vậy.
Rồi, ở đây cái Vigo các bạn hiểu nó là một cái tài khoản mà người khách hàng của mình á, những người bán hàng á, ở khách hàng của bạn á nạp tiền vô. Rồi tiền nó sẽ từ từ trừ dần những dịch vụ này chứ không có làm những cái chuyện khác. Nắm chỗ này không? Cho nên là đừng có bị hiểu lầm là cái ví này làm được những chuyện khác nha. Rồi, that's all. Bà đợi anh chút, đợi anh chút. Rồi, đó là những thông tin cập nhật mà anh muốn gửi đến các bạn trong cái buổi ngày hôm nay. Một số những cái nhỏ lẻ và giao diện các bạn cũng nên xem lại trong cái mail cập nhật vừa rồi. Nếu có thời gian, hãy trải nghiệm về cái bản GoSale quốc tế. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian tham dự cái bản cập nhật này. Không biết cái gì thì cứ xuống team training để hỏi nha. Cảm ơn các bạn.